giành vé dự World Cup. Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ sau chiến thắng 2-1 trước Đài Loan để giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng 3 tỷ đồng. Chiều nay 6 tháng 2, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Đài Loan 2-1 để ghi tên mình vào lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ. Đài Loan chỉ cần hòa, trong khi nữ Việt Nam buộc phải thắng trong trận playoff. Quyết định này mới có vé dự World Cup. Chính vì vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giữ nguyên đội hình mạnh nhất. Đây là những cô gái từng đánh bại Thái Lan 2-0 trong trận playoff đầu tiên. Bước vào trận quyết đấu này, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam là Đài Loan gặp một số bất lợi vì vắng 5 cầu thủ trụ cột do mắc Covid-19. Mặc dù trước đó Đài Loan đã giành chiến thắng vang dội 3-0 trước Thái Lan, ngay phút thứ 7, Trương Thị Kiều đã bật cao đánh đầu đẹp mắt ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Đầu hiệp 2, KCU có pha đột phá rất hay trước khi kiến tạo cho IHSU dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Đài Loan. Lúc này, Việt Nam cần phải ghi thêm bàn thắng mới có vé dự World Cup, và chỉ 6 phút sau khi nhận bàn thua từ đường treo bóng chuẩn xác của Thái Thị Thảo, Bích Thùy băng vào khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm tung lưới, Đài Loan giật lại vé dự World Cup cho Việt Nam. Thời gian còn lại của trận đấu là rất nhiều, Đài Loan chỉ cần một bàn thắng là thay đổi hoàn toàn cục diện. Nhưng các cô gái vàng của Việt Nam đã thi đấu kiên cường giữ vững cách biệt một bàn mong manh trước sức ép dữ dội của Đài Loan cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ và ban huấn luyện đã ôm nhau ăn mừng sung sướng với chiến tích lịch sử lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết World Cup. Sau trận đấu, thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và cũng là quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng chiến tích của tuyển nữ Việt Nam, đồng thời thưởng nóng 3 tỷ đồng. Tính cả giải đấu năm nay, tuyển nữ Việt Nam đã nhận thưởng 5,5 tỷ đồng cho đến lúc này. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10 tháng 2 tới, khép lại gần 60 ngày xa nhà với thành quả ngọt ngào dành tặng người hâm mộ cả nước nhân dịp đầu xuân năm mới bằng tấm vé đi World Cup 2023. Các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về nhà cùng gia đình trước khi hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai quan trọng không kém trong năm 2022 là SEA Games 31.